Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Lào có chung 2.337 km đường biên giới, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh thành của hai nước. Những năm qua, để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, hai bên đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, quốc phòng an ninh, nông nghiệp, vân vân. Trong những năm qua, để phát triển quan hệ thương mại lên một tầm cao mới, Việt Nam Lào đã ký kết hiệp định thương mại song phương, hiệp định thương mại biên giới cùng nhiều thỏa thuận hợp tác chung trong các lĩnh vực cụ thể như đầu tư, giao thông vận tải, quốc phòng an ninh, nông nghiệp, tạo cơ sở pháp lý và tiền đề thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước ngày càng phát triển. Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào từ năm 2017 đến nay đã tăng trưởng trở lại sau khi sụt giảm liên tiếp trong hai năm 2015-2016. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào 8 tháng đầu năm 2018 đạt 655,8 triệu đô la Mỹ, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, thông qua hoạt động thương mại biên giới, hai nước Việt Nam và Lào đã trao đổi một khối lượng lớn các mặt hàng nông lâm sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng công nghiệp và khoáng sản, từng bước khai thác được lợi thế của các cửa khẩu quốc tế và quốc gia. Thời gian qua, Bộ Công Thương Lào và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy và khuyến khích, tổ chức các nội dung liên quan về thương mại biên giới, tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tại một số cửa khẩu nhằm thúc đẩy, khuyến khích và tạo điều kiện cho lĩnh vực thương mại phát triển. Các hoạt động như thúc đẩy xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, giao thương, phát triển chợ biên giới, hợp tác trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được hai nước quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa các địa phương biên giới của hai nước Việt Nam và Lào ngày càng được quan tâm. Các nội dung hợp tác, thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức hội nghị về hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào hàng năm đã giúp các địa phương hai bên tiếp xúc, trao đổi và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển. Thời gian qua, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa tỉnh Savannakhet và các tỉnh của Việt Nam được đặc biệt chú trọng và đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều hội chợ giao thương cũng như trao đổi học tập kinh nghiệm thường xuyên được tổ chức đã mang lại nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai bên. Thời gian vừa rồi thì bằng cái việc triển khai các cái chính sách cụ thể thì giữa Quảng Bình và Khăm Muộn cũng như là giữa Quảng Bình và Savannakhet thì các cái cặp cửa khẩu của hai tỉnh đã phát triển và thu được những cái kết quả thông qua cái kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều của cặp cửa khẩu Cha Lo Na Phào là cặp cửa khẩu quốc tế, và bên cạnh đó thì còn có cặp cửa khẩu phụ đó là Cà Rong và Nong Ma thì cũng rất là phát triển. Và với các cái doanh nghiệp của tỉnh Quảng Bình và các cái doanh nghiệp của tỉnh Khăm Muộn cũng như là tỉnh Savannakhet thì cũng đã kết nối được với nhau và đã ký với nhau được những cái hợp đồng mua bán trao đổi hàng hóa hai chiều. Thì hàng xuất nhập khẩu, hàng cua cảnh thì và trước đó thì còn hàng hóa buôn bán hoặc là chất xây dựng thì còn ít. Bây giờ năm nay hoặc bây giờ hiện hàng hóa từ Lào sang Việt, từ Việt sang Lào và hàng cua cảnh từ Thái Lan sang Việt Nam, từ Việt Nam sang Thái Lan hàng cua cảnh thì hàng nâng cao khoảng 800 triệu đô. Tôi mong rằng sự hợp tác và qua biên giới đường Na Phao Cha Lo thì càng ngày càng phát triển. Mặc dù hai bên có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn những tồn tại bất cập như chưa khai thác được hết lợi thế của các cửa khẩu biên giới, vẫn còn một số văn bản quy định chồng chéo vân vân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu và phát triển thương mại biên giới giữa hai nước. Bên cạnh đó, việc chưa thống kê được chính xác kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, chưa có sự chuyển dịch lớn theo hướng gia tăng về cơ cấu các mặt hàng có giá trị cao, dung lượng thị trường vùng biên giới của hai nước không lớn, sức tiêu thụ còn hạn chế cũng gây ảnh hưởng đến phát triển thương mại biên giới. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương hai nước cần tập trung tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, rà soát các cơ chế chính sách, thúc đẩy xây dựng các cặp chợ biên giới, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia triển lãm, bán hàng tại các hội chợ do hai bên tổ chức, tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho doanh nghiệp các tỉnh hai bên biên giới hợp tác phát triển sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành, quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng trong trao đổi hàng hóa.